Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ cổng chào của huyện Tân Phước nha. Cổng chào phía trước mặt mình á. Bên đây là của huyện Tân Phước, còn chạy qua cổng chào hiện hồi mình đi tới xã Long Định của huyện Châu Thành rồi. Bên đây là của xã Phước Lập. Thôi thì hôm nay mình sẽ đi từ cổng chào huyện Tân Phước này mình đi tới chợ Long Định. Đáng lẽ là bữa nay mình đi lên thị trấn Mỹ Phước nè, nhưng mà cái đường mình chạy dọc lên là mình thấy bữa nay người ta phơi chiếu rất là nhiều, nên giờ mình chạy ngược là mình quay cái cảnh phơi chiếu cho bạn coi nha. Nó bạn thấy cái mấy cái miếng phơi dọc lộ là toàn là chiếu không à. Từ khúc này kéo dài xuống tới chợ Long Định nó là rất là nhiều luôn. Hôm gài thì trời mưa suốt này, nắng nắng nên chắc người ta phơi nhiều hay sao nè. Như mình coi trên mạng thì mình thấy cái dịp gần Tết á là cái nghề làng nghề chiếu thì nó nhộn nhịp lắm, gần như là gần Tết người ta làm suốt à. Bữa hổm thì cái đường này mình đi cũng mấy lần rồi nhưng mà người ta phơi ít, nay thấy phơi quá trời luôn. Nó đây là qua xã Long Định của huyện Châu Thành rồi nha. Nếu mấy bạn đi ngược cái hướng sau lưng mình thì đi về thị trấn Mỹ Phước, cái đó đi hướng về Long An rồi. Mà thấy giờ trời đang chuyển mưa nè, sáng nay giờ nắng được chút xíu, bây giờ bắt đầu chuyển mưa nữa rồi, cả tuần nay là gần như là mưa suốt. Ở khu vực này mình thấy người ta làm lúa rất là nhiều nha. Ở phía sau á, chứ còn phía trước thì giờ ta cất nhà trơn rồi, nhìn thấy quá rõ. Bạn có coi bản đồ hoặc là đi vô những cái đường nhỏ nhỏ á. Cái này mình đi tới cầu dừa rồi. Thôi mặc dầu bây giờ là nó thành cầu bê tông hết rồi. Các bạn thấy cái này người ta phơi chiếu, người ta phơi ra sát lộ luôn. Gần như là nguyên con lộ thì mình thấy người ta phơi chứ hơn hai bên là thấy gần hết nửa con rồi. Bởi vì chạy chậm mà xe tải phía sau chạy tới mình cũng hơi ớn nữa. Vừa né chiếu mà hơi vừa né xe. Cái chú này ổng đang trở mấy cái ta lan mấy cái chiếu nè. Các bạn thấy chiếu người ta hiu rất là đẹp nha. Còn cái này đang chứ. Đen là dệt, nhưng cái này mình không rành lắm. Cái này là chiếu rằng nó có mấy màu đó. Còn cái loại chiếu trắng hồi nãy á, thì cái loại đó còn phải đi in nữa, đi nhuộm màu lên. Ở đây thì mình thấy là làm ruộng dệt chiếu với có mấy cái chỗ làm mộc nữa. Tại vì lúc trước có một dì làm chung nhà hàng với mình quê ở Long Định nè. Ở đây thì nói làm ruộng hoặc là đi mần cỏ mướn thôi. Còn nam thì nhiều khi làm nghề mộc hoặc là phụ hồ thôi. Chứ ở đây thì đâu có khu công nghiệp nào ở đây. Nó nên làm nông là chính. Mà làm nông thì giờ toàn là người trung niên, người lớn tuổi làm á mà. Nhỏ nhỏ, ít ai ở nhà là chịu làm nông á, đi tứ xứ nè. Lâu lâu chạy mấy bạn thấy có những cái xưởng mộc. Còn bữa nay thì người ta phơi chiếu quá trời luôn. Là bên trái mình nguyên một dãy luôn nè. Ở đây mình thấy nó có ba loại chính. Cái loại này là chiếu trắng nè. Cái này là dạng như là thô mà chưa có in màu rồi lên. Còn một loại nữa thì nó là chiếu rằng. Nó có màu trắng, màu đỏ với màu xanh hay vậy? Xanh hoặc là màu vàng. Chỉ còn một loại nữa là chiếu người ta đã in rồi, in hình phụng rồi vuông vuông rồi lên, nó nhìn rất là đẹp. Cái loại đó mình thấy là thường hay mua về trải giường á. Nó chỗ này là chiếu rằng này nha. Nó chiếu rằng này thì cái cọng người ta nhuộm luôn rồi người ta đưa vô người ta dệt. Còn cái loại chiếu trắng thì nhiều khi còn phải in màu lên á. Thường thì một dải vậy nó là nó khoảng 4 tấm hoặc là 5 tấm, có chỗ thì 3 tấm. Cái này người ta chưa cắt ra nha. Nó thấy ở giữa nó có mấy cái miếng trắng trắng, cái đó mấy cọng chỉ người ta chưa cắt ra. Người ta để dễ nguyên miếng vậy luôn. Tại vì cắt ra rồi còn phải giống như là làm lại mấy cái đầu rìa đó. Có chỗ thì mình thấy người ta lấy dải người ta bọc cái đầu để cho nó đừng có bị bung. Nó đây phơi quá trời luôn nè. Gần như là cái dải đây dài dài xuống là thấy phơi suốt luôn, nhà nào cũng có phơi á.
không biết là mỗi nhà mỗi làm hay là người ta phơi ké sân thì mình không biết nha. Cứ chạy chút xíu là gặp, chút xíu là gặp. Còn hai qua bên thì thấy bán tạp quá thôi. Ăn sáng thì mấy cái chỗ ngã ba ngã tư với quán cà phê rồi cũng mấy cái chỗ đó thì nhiều, chứ còn dọc đường thấy tạp quá là nhiều á. Quán xá thì mình đi giờ này 10 giờ nó thấy cũng chả có khách khứa gì hết. Rồi bên phải mình có cái biệt thự cũng hơi bị đẹp nè. Nói bây giờ nhà kiểu này dưới quê mình nhiều lắm. Mấy bạn chạy dọc lộ mà thấy cái cổng hoành tráng đó, là mấy bạn nhìn vô nhà là mấy bạn thấy hết hồn luôn. Nó chiếu người ta phơi quá trời. Cái này mấy bạn nếu mà mốt có mua chiếu về chắc phải giặt quá. Hồi đó giờ mình mua chiếu về là ít khi nào mình giặt lắm. Mình mà mình để mình trải mình nằm mà chân nào thấy hơi ngứa ngứa mình mới giặt không à. Còn mà phơi kiểu này chắc mốt mua về là phải giặt liền. Như giờ mình thấy ở dưới quê người ta cũng ít nằm chiếu nữa. Cũng như hồi đó người ta nằm giường hay là bộ vạc vậy đó, người ta sẽ trải chiếu lên. Còn bây giờ thì nằm nệm nhiều. Mua tấm nệm thì chừng 2-3 triệu mà nằm cũng mấy năm trời. Cái còn chiếu này thì chừng 1-2 năm là nó bị tưa hết trơn, nó bị mục. Như giờ thì ở dưới mình dưới quê nhiều người người ta cũng không có mua giường nữa. Người ta dục nệm trên gạch đó người ta nằm mà. Còn người nào bị đau lưng thì nằm chiếu. Nhưng mà thấy phơi quá trời luôn, phơi trên cái chuồng gà nữa nè. Cái nhà đó bán gà rồi người ta phơi chiếu phía trên luôn. Cái này là tôi mơ cái chiếu đó nó hôi mùi phân gà. Cái này tới cầu dán rồi nha, nè người ta phơi quá trời luôn nè. Hôm nay là ba cái chiếu rằng. Mình coi trên mạng này nó thể vậy thôi chứ không biết là ở đây người ta gọi làm sao nha. Các bạn thấy mình có nói sai cứ để lên bình luận bên dưới. Để năm sau mình có đi cái đường này mình quay mình nói nó chính xác hơn. Ở đây thì làm ruộng với trồng dừa. Mình thấy hai cái đó là nhiều quá. Ruộng thì rất là nhiều, cây ăn trái thì dừa cũng ít chứ không nhiều. Nó bằng thấy người ta phơi bít hết nửa cái lộ rồi. Ở bên đây chạy ló ra đây mà xe tải phía sau nó chạy là nó bóp kèn lên nổi. Lũi vô đây thì dơ ba cái chiếu người ta. Bây giờ nhiều cái cũng như găng lắm. Và đây có con chó đứng cửa lộ nó cũng găng hẹp. Vừa né chó vừa né chiếu rồi vừa né xe nữa. Thường mấy cái lộ vắng là nhiều khi chó nó nằm ngủ bên lề đường là bình thường, còn chạy những cái đường nông thôn nhiều khi 2-3 con nằm giữa lộ chạy ngang nó giật mình nó sủa mình cũng có nữa. Thường ở dưới quê là chó nó dạng lắm tại địa bàn của nó mà. Còn mà mấy con chó mà nhốt trong nhà đó là nó sung lắm, đi là nó sủa quyết tử, còn mở cửa ra nó im re. Ở đây thì giờ mình thấy toàn là nhà tường lắm nha. Còn phía sau ruộng lúa mà. Có mấy chỗ mình thấy có trồng mít nữa. Gần như lúc gần mít khu vực này gặp nhiều lắm. Còn cái hướng sau lưng mình thì đi về Tân Phước thì khu vực đó trồng khóm rất là nhiều. Giờ thì có trồng thanh long, trồng mít nữa. Có làm ruộng nữa. Rồi ở đây có trồng nhãn nữa này nha. Đây nhãn quế mà đây cũng bị đầu lân cũng nhiều nữa. Nhãn giờ nhãn quế bị đầu lân nhiều lắm. Cũng như lúc trước một cây nhãn này hái cả 100 kg là bình thường nhãn quế nha, còn giờ nhiều khi nó bị đầu lân còn chừng 5-10 kg nha. Nổi lên qua từ không cũng đổ mồ hôi nữa, đâu có nhiêu trái đâu. Ở phía trước mặt mình là mấy cái sợi sợi cối người ta nhuộm màu rồi nè. Đó cái này là để dệt chiếu rằng nha, nó màu xanh với màu đỏ. Bây giờ thì nhuộm thì mình coi trên mạng thì thấy người ta nói là bây giờ nhuộm quá chất không à, chứ không có nhuộm màu tự nhiên như ngày xưa. Tại vì màu tự nhiên thì nó rất là cực tốn công với hiệu quả nó không bằng nữa. Thì dịch chiếu thì mình thấy là nó có sợi cối với sợi sợi trân là sợi đai nó xe lại đó, là hai cái đó dệt lên chiếu rồi sau đó nhuộm màu thôi. Nãy vậy chứ nghề này mà thấy vậy chứ ngồi cũng cực lắm, gần như là mấy cái nghề thủ công là bây giờ là mấy bạn trẻ ít có ai làm lắm. Tại vì nó cực mà nó rẻ tiền đó. Nó mà thấy một tấm chiếu hoa vậy nè, chừng 150-200. Nếu mà xịn hơn chút xíu thì dữ lắm là 300 là đổ mồ hôi. Còn cái loại chiếu nhỏ nhỏ hay vài chục, mà bạn thấy ngồi bệnh một cái chiếu vậy cũng cả tiếng đồng hồ cho đâu có ít. Rồi chưa kể là in rồi phơi nữa. Lúc gầy thì vô tháng mưa nữa. Tháng mưa là bệnh luôn đó.
Nhiều khi mới vừa ra thấy ẩn ẩn nắng cái ra phơi chút xíu cái ổng mưa cái phải dẹp vô hồi nắng mới đưa ra nữa chứ để không mà nó bị mốc nó bị hôi. Nó đi ở đây nghe cái mùi chiếu mới rất là đã luôn nha, ý mà mình bịt khẩu trang rồi mà mình còn nghe được cái mùi chiếu đó. Ở đây người ta phơi mấy sợi cối nha. Nó có chỗ kêu là cối, có chỗ kêu là lát. Thì đó mình nhớ hình như là đi Trà Vinh đó. Đi Trà Vinh với đi Cà Mau là người ta trồng mấy cái sợi này rất là nhiều luôn. Trà Vinh là mình nhớ hình như là vừa qua cầu cầu Cổ Chiên là cái khu vực thấy trồng rất là nhiều. Còn Cà Mau thì chạy dọc dọc lộ là hay gặp lắm. Cái đường quốc lộ mới mở đó. Là phía bên phải mình nhà thờ Long Định, người ta phơi phía trước, và phía bên trái mình có nguyên cái sân bự người ta phơi bích dịch luôn. Chứ lúc trước mình đi ngày thường thì nó rất là vắng, lâu lâu mới có chỗ nhà phơi chiếu. Như giờ chiếu thì giờ mình thấy người ta dệt bằng máy không à. Lâu lâu chạy ngang có mấy cái nhà người ta dệt cạch cạch ở trong. Không biết ở đây giờ còn dệt tay hay không chứ mình thấy dệt máy thì nó hiệu năng suất nó cao hơn. Ở đây mình đi tới cầu chợ rồi nha. Qua cầu này phía bên trái có cái chợ nhỏ. Nếu bạn nào có hiếu chiếu thì lên đây. Có tiền thì mua, không thì ăn trộm tắm cũng được quá trời luôn. Có ăn trộm thì lựa mấy cái tấm nào mà nó tách ra nha. Chứ không để ý kéo một cái là một lượt là 5 miếng là nó dướng lên là bị bắt à. Thường thì mình thấy là 2-3 miếng người ta gom đây không à. Người ta chưa có cắt. Nó chợ bắt nằm phía bên trái mình nha. Chợ thì chỉ có mấy người thôi, có mấy hộ bán thôi. Giờ rất là vắng, giờ người ta dọn rồi. Phía ngoài bán quần áo luôn. Nói cái này là hàng người ta trải cái đó, người ta có chiếc xe kéo á, người ta trải lộ người ta bán xong rồi người ta gom lên xe người ta chạy cho khác. Thường giờ kiểu đó bán rất là nhiều, bán cái đó thì không có thay mặt bằng. Nó bằng hay chiếc xe tải nó chạy một bên lộ là mình ép mình vô sát gốc luôn. Và nhiều khi né cái tấm chiếu không là cũng đổ mồ hôi nữa. Có nhiều chỗ người ta phơi chiếu thì người ta có lót tấm chiếu cũ ở dưới nha. Này là người ta phơi mấy cái sợi tân nè. Sợi tân là từ sợi đai, sợi bố người ta tước nhỏ lên người ta xe rồi. Người ta để vô nguyên cái guồng quay luôn. Này giống như là cái xương sống của tấm chiếu luôn. Lúc về vô hang mưa rồi phơi là cực khổ nhất. Tôi thấy gần như là chỗ nào có trống là người ta để người ta phơi hết trơn. Không biết phơi gì có bị mất hay không, không biết, nhưng mình thấy kiểu này thấy cũng hiu quá. Bởi vì mình mà đồ đạc mà để mà lộ mà có giá trị là nhiều khi chúng nó cỡ mất tiêu. Cũng như mùa Tết hay là những cái cây mai rồi mà để gần gần lộ nè, để vô chậu á. Rồi các bạn không xích lại lơ tơ mơ là bữa trước bữa sau là không thấy luôn. Mất cái cây mai, mất cây chậu luôn. Còn nhiều người người ta bỏ chậu, người ta nhổ cây mai không cũng có. À đúng rồi, chứ gà đang vô mùa đá banh nè. Nó vô mùa này là dễ làm nghèo nhất. Tại vô mùa này là mùa cá độ. Rồi thêm cái đợt Tết cờ bạc nữa. Đẩy qua hai đợt này xong mà chắc cũng vài người trắng tay. Ở dưới mình lâu lâu vô mấy cái đợt Tết hoặc là vô đợt đá banh là có người bán nhà hoặc là trốn nợ đi là bình thường. Có người thì vài chục, vài trăm. Còn mấy cái chỗ bự bự thì vài tỷ. Cũng như lúc trước ở dưới mình thì anh kia anh Tuấn cũng 4-5 tờ giấy số vậy đó. Nó là ngon lành luôn này. Cái sau đó cái Hầu banh giờ là cầm nhà bán hết đất luôn. Rồi mắc nợ một nồi nữa. Nói chung là vô cái mùa này đủ chuyện đó.
Ngõ bên phải mình có mấy căn nhà máy Thái rất là đẹp nha. Giờ đi gặp nhà máy Thái rất là nhiều. Nhà mới cất không? Từ dịch tới nay người ta cất nhà rất là nhiều. Đi đâu thì cũng gặp nhà mới. Cũng như lúc dịch nha, đang lúc phong tỏa nha, nhưng mà gần như là có điều kiện người ta cất nhà hết thôi. Như trước thì đây người ta phơi ba cái vỏ dừa rồi. Lâu lâu chạy dọc lộ các bạn thấy người ta phơi củi, phơi vỏ dừa rồi cũng nhiều lắm. Giờ thì có bếp ga, bếp điện rồi, nhưng mà nhiều người ta vẫn xài bếp củi. Giờ phía trước mặt mình là trường tiểu học Long Định. Bây giờ ta đang đợi nó cứu con ta. Ở trường tiểu học thì có rước học sinh nhưng mà ít. Cái này là ở dưới quê thì thường thường ngày học sinh nó về nó tự đi không à, hoặc là có xe đạp nó đi. Còn ở thành là gần như là mình thấy 10 người là rước hết 9 người. Còn hồi đó mình đi học thì gần như là nguyên lớp là chắc được bạn hay bạn gì được cha mẹ rước. Còn nhiều là đi tình tang, đi dọc lộ vậy nè. Nhiều khi đi về rồi hái nhãn, hái nhãn, hái mận rồi. Cái dạng hái trộm phá chơi vậy đó. Còn bữa nào về sớm nhiều khi đi tắm sông, đá banh rồi. Còn giờ cha mẹ đưa rước đâu đi đâu được đâu. Nhiều khi về rồi chiều còn đi học, mà tối đi học thêm cử nữa. Trước mình giờ chuyện mưa đen thui rồi, không biết hồi về mình có bị mắc mưa không đây. Cái đường này là dọc bờ kênh nha. Phía bên trái mình có một cái con kênh đó. Nó kéo dài lên tới về thị trấn Mỹ Phước luôn á. À, cái đường này mấy bạn đi về Trúc Lâm Hiền Diện như vậy là đi về cái hướng sau lưng mình nè. Cái chùa đó rất là bự, gần như là ở khu vực Tiền Giang thì mình thấy nó chắc hoành tráng nhất đó. Đã nằm ở trên Tân Phước á, chạy qua thị trấn chắc cũng vài cây nữa là tới. Ở bên phải mình là trường Long Định, thì trường cấp 2. Cấp 2 thì phụ huynh đưa rước ít rồi. Ở thành thì phụ huynh đưa rước xuống, chứ còn ở dưới quê là đa phần là tự đi mà. Cấp 2 là tự đi xe đạp, tự đi đạp điện rồi hết rồi. Còn cấp 3 thì ít có khi nào đưa rước hết. Vẫn có nhưng mà rất ít, chỉ có cấp 1 là nhiều. Mà cái đó thường là tập trung ở đô thị, thành phố rồi, chứ còn ở quê thì giờ này cha mẹ người ta lo đi làm á, đâu phải lúc nào cũng chạy ra đưa rước rồi đâu. Cũng như mấy bạn làm vườn đi, thì làm thì cũng phải gần tới 12 giờ nghỉ trưa được một chút, ăn uống rồi mà làm nữa, chứ đâu phải là cái dạng mà 11 giờ nghỉ tới 1 giờ như là cái dạng công nhân viên chức đâu. Mình nhớ hồi đó là làm vườn cái dạng mà mần cỏ mướn đó nha. Là sáng là mần 7 giờ mần. Mần tới khoảng 2 giờ rưỡi 3 giờ đó, kết thúc một ngày á. Cái đó là không có nghỉ trưa đó nha. Trưa mấy bạn có chừng 10 15 phút ăn uống xong là mần tiếp. Giờ với mình thì mần cỏ mướn thì một người một ngày thì cũng 300 mấy nha. Nó cũng gần gần với phụ hồ. Mà giờ thì cái nghề nó ít ai làm đâu, đa phần thì mấy người trung niên làm nhiều. Nhưng còn mấy bạn trẻ là không có chuyện làm. Mấy bạn trẻ thường vô khu công nghiệp nhiều. Ở này tới ngã ba nha, đem bạn quẹo phải thì ra cái chỗ đèn xanh đèn đỏ. Còn quẹo trái thì đâm vô ngay thẳng cái chợ Long Định luôn. Ở bên phải là đi ngang chỗ ủy ban đó. Còn như mình sẽ đi vô chợ luôn nha. Quẹo đường kia họ mất công chạy ngược chiều nữa. Nói cái chợ thì nằm ở hướng trước mặt mình đó. Còn cái dãy nhà bên trái thì cái dãy nhà nó sát sông. Mình thấy cái con sông thì nó cũng bị lở cũng nhiều lên. Chỗ này bán ba cái bếp nè. Nó bếp củi. Giờ thì gặp mấy cái lò bằng xi măng không à. Chứ cái lò đất nung thì ít gặp lắm. Là xi măng mà có dạng hai họng hoặc là ba họng. Ở đây người ta bán quần áo dọc dọc lộ nè. Các bạn thấy người ta có ba mũ sẵn hết á. Mưa chứ cần mưa xuống là ta trùm lại. Thậm chí là nhiều người ta bán rau củ quả dọc bên lộ như nữa.
người ta có hậu u sẵn tấm bạt tấm ni lông hết rồi. Thấy trời mưa hay không ổn là người ta lấy bạt lấy thấy ni lông người ta phủ lên hết, gần như là mùa mưa này là ai cũng phải thủ vậy hết rồi. Mưa thì đỡ nha, có gió nó thì cực lắm, nó đó phải lấy gạch lấy cây rồi đè lại chứ không nó bay tùm lum hết. Nó cái chợ nằm phía bên phải mình á, nó có mấy cái đường hẻm để vô chợ nha. Còn nếu mình chạy ra quốc lộ 1A rồi mình chạy vòng vô nha, nó nằm ở phía xa qua dãy nhà nè. Các bạn chạy ngang các bạn không để ý các bạn không thấy cái chợ này đâu. Bây giờ này mình đi cũng hơi trưa rồi nên người ta dọn cũng hết mớ rồi. Những lúc gài chợ nào cũng vậy, vô rất là vắng, chỉ có mấy ngày ngầm ngày cúng thứ bảy chủ nhật rồi mấy ngày đó thì bán đỡ được chút xíu, đặc biệt là mấy ngày cúng ngày vía rồi mấy ngày đó thì đông, chứ còn ngày thường thì cũng lay rai à. Lúc trước bán ví dụ như 8-9 giờ về đi, còn giờ thì chừng có khi 11-12 giờ mới bán mới xong. Chứ bạn thấy mấy cô gì bán rau củ bán cá vậy nè, nhiều khi khoảng 3-4 giờ sáng là người ta dậy người ta dọn hàng rồi, chứ đâu phải cái dạng mà 7-8 giờ như mình. Vì rất là sớm, nhiều khi dậy còn phải lo cơm nước nữa. Ở phía trước mặt mình là cầu Long Định nha. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về thành phố Mỹ Tho, còn quẹo phải này thì cái hướng đi về cái bè cây lạnh rồi. Ở mình dạy qua đi chút xíu nữa có cái đường vô chợ. Chợ này nếu mấy bạn nhìn không kỹ các bạn không có thấy nó đâu. Ở đây xung quanh quán xá rất là nhiều mà cái bảng có chút xíu nè. Nó cái bảng bên phải mình là có chút béo à. Có nhiều khi thấy nó nhỏ hơn cái mấy cái quán kế bên là để các bạn. Nó lúc về mà hán mưa đi vô chợ là cái chợ nào chợ đấy nó chìm nhẹp hết trơn à. Gần như là mấy cái cống hốc nước đổ ở vợ rồi hồ nó bị nghẹt. Nhằm khi là mưa lớn lên á, là nước cống nó trào lên là bình thường. Bởi vì đi chợ mà mưa là khó chịu đó. Nhưng mà bạn thấy nhiều người bán người ta phải ngồi người ta chịu trận như thế sao giờ. Ở bên trái mình là bán quần áo nha, bên phải thì bán cái cây. Trái cây này chỉ có mấy ngày cúng thì người ta mới mua nhiều thôi, chứ còn ở dưới quê cũng ít ăn trái cây lắm, tại ở nhà cũng có trồng hết trơn. Khúc này bán tập quá. Ở đây người ta che trắng nên hình nó hơi tối tí nha. Ở chỗ này có che lưới lan nữa nè. Ở che mấy cái lưới này thì trời nắng rất là đỡ. Ở đây vô tới sạp thịt, ở trong nhà lòng chợ mình thấy trống lỏng à. Nó có nhiều quầy người ta dọn, còn có nhiều quầy mình thấy giống như bỏ trống. Cũng như quầy nào mà mới vừa dọn và nhìn nó láng nó sạch lắm, còn những cái quầy để lâu thì nhìn nó đóng bụi nhìn thấy gồng lắm. Món khúc này thì bán gà bán vịt, này bán cá. Nó đi thẳng là ra cái đường hồi nãy nha, giờ mình vừa phải nha, khi mình chạy một cái vòng nhà lòng chợ vậy. Nó cái khu vực này và thấy bây giờ kinh khủng luôn, nó bị hôi nữa. Vừa bán cá rồi lại vừa bị ổ gà này, giống như là nó hốc nước không được hay sao đó. Nó hôi kinh nè. Ở đây bán giải chạy chậm chậm như mình mà nhìn mấy cái người bán là người ta mời xuống á. Bởi vì nên nhiều khi mình chạy vậy nè, mình chạy bên phải thì mình hay nhìn bên trái hơn. Nó chợ rất là bự nha, nhưng mà người mua thì không có bao nhiêu, còn là người bán không á. Nãy giờ đi chắc gặp được chắc hơn chục người đi chợ. Ở chỗ này bán ăn sáng, mình thấy nhiều quầy hàng cũng đóng cửa hết trơn. Nó phở, hủ tiếu, bánh canh rồi. Như là mấy cái món ăn vặt ngân hàng rồi các bạn ở đây là rất là ít. Ở bên trái mình là rau củ quả. Rau củ quả thì bán được suốt ngày, chứ còn thịt cá nhiều khi bán giờ tới 11, 12 giờ bán không được là thấy mệt tới rồi đó. Rồi giờ mình sẽ quẹo phải rồi mình đi về nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.